Thầy kể thêm về nước chúa nữa đi. Còn chuyện gì khác nữa không? Đừng sợ gì hỡi bảy chiên nhỏ. Vì cha các con rất vui lòng ban nước trời cho các con. Hãy bán hết tài vật của các con mà chu cấp cho kẻ nghèo. Hãy trang bị cho mình ví tiền không hư hỏng và để dành của báu ở trên trời, là nơi sẽ không bao giờ mất giá trị. Vì không kẻ trộm nào lấy được, mối mọt cũng không hủy phá được. Vì của báu ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Bà ơi, bà đã khỏi bệnh rồi. Nhìn kia, khỏi bệnh rồi, đúng là một phép lạ. Khỏi rồi đó, lại mà xem. Thượng đế, mười tám năm chúa ban phúc cho thầy. Chúng ta có tất cả 6 ngày làm việc, cứ đến một trong 6 ngày ấy xin chữa bệnh, đừng đến vào ngày Sa-bát. Bọn đạo đức giả, bất cứ ai trong ngày Sa-bát cũng vẫn cởi dây buộc bò hay lừa của mình cho chúng ra khỏi chuồng để đi uống nước có phải không? Còn đây là một người trong dòng Abraham đã bị Satan trói buộc suốt 18 năm trời, lại không được giải thoát trong ngày Sa-bát sao?